ấm, sống thương yêu hòa bình. Đời tạm bờ đó nghe, vui vui buồn mê chấp. Về chẳng về được đâu, về chẳng về được đâu. Kỷ nguyên Di Lạc dài sâu, thương yêu tha thứ tiến sâu chân tình. Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Có được sát người là một điều rất quý, rất hiếm. Mà chúng ta ở đây đã mang được một sát người đến đây tham dự, ngộ được một chánh pháp là một điều khó khăn hơn. Mà chúng ta đây, tất cả ngồi đây, lại được vượt qua và được cái duyên may đó, ngộ được cái đại pháp. Điều thứ ba, ngộ được pháp rồi và được duyên tiếp tục hành pháp, không bỏ pháp, bằng chứng chúng ta còn ngồi ở đây tiếp tục hành cái pháp mà chúng ta đã khó ngộ. Đây là duyên thứ ba. Và cái duyên lớn nhất trong đời của một con người, ngộ pháp đã một chuyện, ngộ được minh sư đang lúc còn sanh thời để dẫn giải cho chúng ta, cái đó là một cái phước còn lớn hơn bao giờ hết. Các bạn thử nghĩ, những người sau này khi hành vô vi có được như chúng ta ngày hôm nay, chắc chắn không được cái duyên may đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã đại phước được qua bao nhiêu năm Thầy dẫn dạy cho chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa là Thầy trên nguyên tắc không có, với tuổi đã cao, không có đi đây đi đó thuyết giảng như xưa. Chỉ còn có những đại hội mà Thầy đã cố gắng đến để tham dự. Và chúng ta bàn đạo Âu Châu rất là đại phước được Thầy cho phép tổ chức khóa sống chung Âu Châu. Tại vì chúng ta đã là một cộng đồng Âu Châu rồi, về mặt đời cũng là Âu Châu. Và cuối năm nay chúng ta sẽ xài một đồng tiền duy nhất là đồng euro. Và chúng ta đây cũng là sống trong một cái Âu Châu đồng nhất rồi. Thành ra dù có tổ chức nơi nào đi nữa, xứ nào đi nữa, chúng ta vẫn là cộng đồng Âu Châu. Vì lý do đó Thầy đã đổi tên và đặt tên là khóa hội tụ vui xuân của Âu Châu. Đó là đại duyên phước mà chúng ta được dự buổi ngày hôm nay. Và chúng ta được phước là gặp mặt nhau, nhìn lại nhau, nhưng mà không phải về mặt đời mà không, còn một mặt nữa về mặt thiêng liêng. Và hy vọng rằng các bạn biết lấy, nắm lấy cái phần thiêng liêng đó cao quý hơn tất cả mọi chuyện ở thế gian rất nhiều. Và sau đây chúng con kính mời lệnh Thầy lên đây để ban huân từ khai mạc khóa hội tụ vui xuân Âu Châu. Và chúng con xin kính mời Thầy ban huân từ cho buổi họp hội tụ vui xuân ngày hôm nay. Hôm nay khóa hội tụ vui xuân của Âu Châu, tất cả huynh đệ tỷ muội đều nung nấu mà cảm thấy tôi năm nay cũng lớn tuổi rồi, muốn gặp tôi cũng như tôi muốn gặp các bạn. Hôm nay chúng ta mới có nụ cười xuân chung vui hòa bình. Trong tình thân thương bao nhiêu năm, các bạn đã đồng hành với tôi, cũng như đêm đêm tôi cũng đồng hành và quan chiếu đến các bạn. Tình thương đó thế gian mua không được. Chúng ta luôn luôn nhớ nhau, và xây dựng cho nhau. Cho nên tôi đã bỏ nhiều thì giờ, mỗi đêm khuya để viết bài tỏ thể cùng các bạn hàng tuần, để các bạn thấy rõ nguyên lý của trời đất để chuyển giám hình thành con người tại mặt đất, mà còn hiểu được nguồn cội
để hướng về con đường tu tiến, tức là tâm linh. Chúng ta mỗi người có thể xác mà không có tâm linh thì thấy nó buồn tẻ. Vì sao thể xác chúng ta âm u, không có sáng, mà chúng ta nhờ pháp thiền nó quy hội âm dương, bừng sáng tâm thức, thì chúng ta mới hướng tâm về đại não càng khôn vũ trụ mà tiến. Cho nên chúng ta có đời có đạo là vui rồi, có trời có đất có đạo là vui rồi. Mà khi hành chúng ta đã vạch được một con đường để tự đi tự thức, là có con đường chánh là tâm linh, thì hướng thượng về không mới có hòa bình. Cho hôm nay chúng ta nhân dịp vui xuân hướng thượng đem lại sự hòa bình cho Trung Quốc, và hướng tâm cho những nhân loại đang đau khổ sẽ có cơ hội dứt khoát hướng về con đường tâm linh xưa cũ của chính mọi người đều sống trong điện năng của cả càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó chúng ta mới đạt được thanh tịnh và an vui, mới thấy rõ đời là tạm, tranh chấp rồi không đi đến đâu. Thương yêu và tha thứ thì mới có cơ hội xây dựng cho nhau. Cái này ngày hôm nay chúng ta một số người không có nhiều, nhưng mà gặp nhau tay bắt mặt mà vui. Sống trong tình thương thanh tịnh và cao cả của trời đất đã hình thành. Chúng ta đã bị đời lôi cuốn không ít từ nhỏ đến lớn. Ráng học thi đậu để làm gì? Không cứu được mình. Bây giờ chúng ta ý thức được, chúng ta từ tam tập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, từ không giới đến, rồi mọi người phải ra đi với hai bàn tay không, dứt khoát như vậy để hiểu được rõ cái đến và cái đi, thì chúng ta mới an tâm tu tiến và không có gì bận rộn của tình đời đem bạc nữa. Thì các bạn thấy mùa xuân qua nở rộ, và tất cả các bạn cũng như là nụ hoa đang nở, gái lớn có chồng, trai lớn có vợ, để con để cháu, cũng như hoa nở cười vui trong gia đình. Nhưng mà cộng với ý thức rõ tu hướng về tâm linh, xóa bỏ tất cả những sự hận thù trong nội tâm, rồi chúng ta sẽ sung sướng biết là bao nhiêu. Con người sung sướng là con người không có lo, hiểu được nguyên năng của trời đất, lo cái gì, dành việc để làm gì, dành cái không để làm gì, lường gạt nhau cho mấy, rốt cuộc cũng tay không ra đi, chẳng làm được cái chuyện gì hết. Cái cảnh này sống mai chết các bạn đã thấy rõ trước mắt. Kỳ này thiên cơ biến chuyển cho thấy rõ ràng luật trời là luật trời, không tu sửa thì không có thể tránh khỏi được. Chúng ta tiến thẳng về không giới là đâu có bị động đất, đi đâu có bị sập nhà sập cửa mà lo. Tâm chúng ta lúc nào cũng vững vàng, dũng hành đi tới nơi. Biết được chính mình, liên hệ với càn khôn vũ trụ là giá trị vô cùng. Mỗi người đều có khả năng trong thực hành, chúng ta sẽ gặt hái được kết quả tốt.
Hôm nay tôi tuyên bố khai mạc khóa sống chung vui sướng hòa bình. Hôm nay thành thật cảm ơn các bạn đã đông đủ đến đây. Tôi lại có cơ hội nhìn mặt từ người một, và mọi người cũng có cơ hội để nhìn rõ tôi vẫn còn khỏe mạnh. Nhờ gì? Nhờ pháp tu duyên lành tự đạt, và thực hành nó mới đi đến. Còn nếu tôi lúc tôi ra đây thì các bạn cũng quý thương tôi, mà tôi thiếu thực hành thì tôi đâu có vui trẻ như ngày hôm nay. Nhiều người nghe tiếng nói của tôi rất trẻ, và mặt mày cũng trẻ, nhưng ông đã phản lão quần đồng. Thì tôi cũng hy vọng vậy, mọi người vui và tôi có cơ hội phục vụ tốt hơn, thì các bạn nên xây dựng cho vô vi tốt. Tương lai các bạn sẽ có trời, có đất, có đạo, an vui trong cuộc sống tạm tại thế. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, chúng ta được duyên may bắt đầu một mùa xuân năm 2001, đầu kỷ nguyên mới với Đức Thầy. Điều này rất là khó quên và sẽ ghi mãi trong tâm của chúng con. Chúng con xin thành thật cảm ơn Đức Thầy. Sau đây chúng con xin trình bày và giới thiệu các bạn đạo từ khắp nơi Âu Châu đến đây hội tụ vui xuân. Bắt đầu từ Monaco, xin mời bạn đạo Monaco đứng dậy, có một người. Sau đó xin mời bạn đạo Canada, có hai người. Bạn đạo Luxembourg, hai người. Bạn đạo Thụy Sĩ, Swiss, hai người. On invite les pratiquants d'Angleterre aussi à se lever. Bạn đạo nước Anh, ba người. Bạn đạo Đan Mạch, ba người. Bạn đạo Hòa Lan, sáu người. Và phái đoàn Mỹ, 38 người. Sau đó đến phái đoàn Đức Quốc, 74 người. Và sau cùng là phái đoàn Pháp Quốc, 139 người. Và xứ Mỹ nữa, có 7 người, quên xứ Mỹ 7 người rồi. Xứ Mỹ tới 7 người lận, có 5 nữ 2 nam. Dạ thưa thầy, như thầy thấy trong cái hội trường này phái nữ chịu tu hơn phái nam cái này bên Mỹ. Dạ chúng con kỳ này thiệt là không có thể tưởng tượng được, thầy chúng con lên tới 280 người. Nhưng mà sao, tại sao chúng con Âu Châu lại được phước nhiều quá vậy thầy? Thì có thành tâm tu học, bề trên quan chiếu, tôi mới có cơ hội mạnh khỏe đến đây cùng các bạn mà thôi. Và xin thầy đã ban cái lời đó thì xin các bạn cũng nắm lấy đó và về tiếp tục tu học. Và chiều nay chúng ta cũng sẽ ráng tu học để thế nào tu đến thế nào để trên chiếu nữa, chúng ta sẽ còn được cơ hội gặp Đức Thầy nữa năm tới. Thì cũng như các bạn ở xa, có nhiều người
rất lâu nay không có được cơ hội đi đại hội hàng năm để gặp Đức Thầy. Hôm nay Thầy đừng có dịp Thầy đến gần chúng ta, thay vì chúng ta phải đi xa, Thầy đã đến tận Âu Châu, các bạn đến đây cũng gần. Thì những các bạn nào đã lâu nay muốn tâm tình với Đức Thầy, muốn tâm sự với Đức Thầy mà qua điển giới cũng chưa với tới, thì xin các bạn lên đây, xin mời. Nếu các bạn nào muốn lên tâm sự với Đức Thầy thì xin lên đây và cho mỗi bạn đạo vài phút để thổ lộ tâm tình với Đức Thầy. Con thân thông này con đầu tiên lên thầy ngộ thầy đồng con rất là vui sướng. Khi con nghĩ tới thầy thương thì mắt con rất thương cho. Khi gặp thầy con cảm động, tức là có cơ hội giải trừ mà tâm. Vậy con quên mất. Con thường nghĩ tới đập nó nhẹ dạ. Con thường nghĩ tới thầy thì con khóc rất nhiều, mà con càng khóc đó, thì con thấy tâm con được càng mở ra, mà con càng mở ra đó con thấy con càng thương vợ con nhiều hơn. Đó là khai mở lãnh vực tình cảm dạ. Mà con thấy càng thương vợ con càng phải phát triển điểm năng của con để đền đáp lại sự dạy dỗ từ hộp vũ hình tới vô hình của thầy và bề trên để dạy con. Ở đời con rất là thương mẹ con, tôi nghĩ tới mẹ con, nhưng con không có dịp sống gần mẹ con, nhưng con lúc nào cũng ôm mẹ con trong lòng con. Ở đời con rất là vô tư, chẳng lo gì, nhờ có vợ con lo cho con từ bánh cơm manh áo như một đứa trẻ thơ. Ở đời con không có nghề nghiệp gì hết, nghề nghiệp của con chỉ là tu mà thôi. Về việc tu hành thì con cũng hiểu một phần nho nhỏ nào về việc thu phóng của điển quang, vì nó là cho nên con thấy nó rất là nhạy cảm, chỉ một chút xíu là nó kéo con xuống. Cho nên thầy có nói là sai một ly đi một dặm, cho nên con thường nhắc nhủ tâm hồn con phải tu đời đời kiếp kiếp, lúc nào cũng phải quân bình và thanh tịnh trong nội tâm nội tạng của mình để đáp ứng với sự kích động và phản động từ bên ngoài có thể lấn áp tâm hồn con bất cứ giờ phút nào. Con có một câu hỏi xin Phật Thầy dạy con. Là trong chân kinh 1 Thầy có nói là nhịn nhục, kể cả tiên Phật thiếu nhịn nhục cũng nháy mắt rớt xuống địa ngục. Với trình độ thấp kém của con thì khi thiếu nhịn nhục bị hạ từng công tác, cái đó con hiểu. Một vị tiên bị đọa con hiểu, nhưng còn một vị Phật thì con thấy là luồng điển âm dương hợp nhất và đã nắm chủ quyền hữu hành của mình và sống trong cõi niết bàn thanh nhẹ. Và thưa thầy, ở trong trạng thái đó tại sao còn thiếu nhịn nhục để nháy mắt rớt xuống địa ngục? Cảm ơn thầy. Cái đó là Phật, có nhiều Phật lắm, ở ngoài tiệm cũng có bán Phật giả bán Phật thiệt. Phật giả nó lên tới đó đụng cái nó nhảy xuống nó làm tiên, nó thích xem phim trưởng, nó múa giỏ với người ta, nó bị đọa, không có gì đâu. Dạ, cảm ơn thầy. Thưa con kính chào thầy, kính chào các bác, các anh chị, các bạn đạo. Hôm nay anh Quỳnh Minh Bảo nhờ con lên để... con lên đây để mà con cũng rung với lại khi lên đến gần thầy con cũng cảm động, rồi con mong rằng con sẽ không khóc như kỳ trước nữa để có thể sáng suốt mà
để điều khiển chương trình. Thưa, bây giờ đến đây, đến bây giờ là phần của chị, xin chị giới thiệu nhà máy tên. Con tên là Trần Thị Ngọc Minh, con là Nguyễn Thị Ngọc Toàn. Tụi con là ở Bỉ, mới vô đạo Vô Vi có mấy tháng thôi. Hôm nay được gặp được thầy, xin thầy nhận cho chúng con bài. Tại sao chị phải lại kính thầy? Kính quý sự thanh nhẹ và quỳ lại để giải trượt cho chính mình, phải không? Cảm ơn chị rất nhiều. Thầy, con là Lê Kim Hoàng và em con là Lê Hủy. Dạ, xin ra mắt thầy, tụi con được phát cái pháp tu của thầy từ hồi ở Việt Nam, có một cái nhỏ, cuốn sổ nhỏ mà con rất tin tưởng cái phát triển như vậy này, con thấy có nhiều sự gì nữa. Con xin ra mắt thầy và nhận cho thầy mở con bằng lại. Thưa thầy, con nghĩ rằng năm 1985 là con sẽ rất dễ gặp thầy. Thầy ở Mỹ thì lúc nào mình cũng gặp được, nhưng mà nếu mình không dấn thân vô mình tu đàng hoàng thì không bao giờ mình có cơ duyên được gặp thầy đâu. Mãi tới bây giờ thì con gặp thầy một lần thứ nhất tại đó, vậy là này là lần thứ gì tại pháp quốc? Đây là cái cơ duyên mà người phải tự dấn thân tu học thì mới có cơ duyên mà gặp đấng cha lành. Và xin phép thầy cho con được này một hai lần. Tại sao gặp nhau phải lại sợ quá lại hay sao? Con muốn chứng tỏ công an bắt bỏ tù lại ha? Không có, con muốn sợ chứng tỏ lòng thành kính của con đức thầy. Mà bao nhiêu lâu con rất mong có việc được gặp thầy. Đây là cái cơ duyên quý báu nhất trong đời mà không biết là đời đời kiếp kiếp của thầy. Muốn xả bớt nghiệp. Dạ. Lại. Dạ, thầy. Dạ, đây là cái pháp tu học thầy dạy cho con. Dạ. Dạ, thưa thầy, thầy dạy tụi con bao nhiêu thì tụi con xin nhớ. Dạ, gắn ghi để mà tu tiến, mặc dù là rất là trì trệ và có nhiều nữa là tánh hư tật xấu, nhưng mà tụi con cố gắng sửa, nhưng mà sửa cũng chưa hết. Dạ. Phải từ từ. Dạ. Một miếng vải dệt cũng phải nhiều công lao mới dệt thành. Dạ. Mà cấu trúc con người cũng phải từ giây từ phút. Dạ. Cho nên dày công tu luyện, giải mở. Dạ. Nó mới thành cơ cấu tốt. Dạ. Một điểm linh quang của trời đất chứ không phải tầm thường đâu. Dạ. Mà tại vì ô trượt, nó không thấy nó thôi. Dạ. Tu, thực hành tự cứu để khai mở thấy mình. Yeah. Đạo là nơi đó. Yeah. Làm người mà không hiểu mình đâu có đạo. Yeah. Phải hiểu mình. Thì mình hiểu mình hiểu được trời đất. Có yeah. trời, có đất, có đạo rồi sung sướng rồi. Yeah. Con kính đại thầy. Thầy con là Lưu Thị Mộng Lâm. Con 63 tuổi, con ở Đẹp Quy Nhơn. Đây là lần thứ 3 con được gặp thầy. Và con rất là sung sướng. Trên đường tu của con gặp rất nhiều là khó khăn về nghiệp lực. Mà con muốn tu lắm, mà con bị rất là khó khăn. Con cúi xin Đức Thầy giúp cho thân tâm con được thanh tịnh để con trở về đường tu hành của con. Con kính lại Thầy. Mọi người ở thế gian đều có nghiệp lực.
tu là sửa giải nghiệp lực, cho nên phải dày công hành pháp thì từ từ nó sẽ giải bỏ hết. Mà hiện tại cơ duyên tốt là mọi người có cơ hội biết được nguyên lý của niệm Phật để mở đại trí. Cái đó phải niệm thường xuyên, niệm thường, niệm vô việc, niệm tâm thức, nó mới được an nhiên tự tại. Dạ thưa thầy, từ hôm qua tới bây giờ con thấy con rất là sung sướng. Con được tắm trong bể tình thương của thầy, của tất cả các bạn đạo. Con không có cái ý định được đi Mỹ, nhưng mà từ lúc qua tới giờ con rất là tha thiết muốn đi Mỹ để trong cái cuộc đại hội, mà con nghĩ chắc con không có cái phương tiện. Thầy xem thầy có thể chuyển cho con được có cái phương tiện. Nếu có tâm cương quyết thì bề trên cuối cùng cũng giúp đỡ cho mình đi được, không sao. Có nhiều người cũng có phương tiện mà cuối cùng họ cũng đi được. Dạ con xin lại thầy. Cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, con chào thầy. Lần đầu tiên con được gặp thầy, con không biết nói gì hơn. Trong cuộc đời của con gặp nhiều gian khổ. Trước khi con đến đây để con gặp thầy, con vượt bao nhiêu khó khăn, con dắt con theo để gặp thầy. Xin thầy giúp cho con. Con muốn tu, nhưng mà tại sao con tu không được? Con đã đọc qua những kinh sách và các sách của thầy. Tại sao con không thực hành được và con không tu được, là bởi vì sao? Con xin thầy giúp con và mở rộng cho con. Đó là điều con rất là sung sướng và vui mừng khi được gặp thầy và trực tiếp được nói với thầy. Khi muốn tu thì chúng ta phải hiểu đường lối. Tu với ai? Tu để về đâu? Tu để được thanh nhẹ trở về xứ Phật thì chúng ta phải niệm Phật trước hết, để cho nó cái trí nó mở lần lần. Lúc đó chúng ta mới tự ý thực hành tiến hóa nhanh nhẹ được. Cho nên con được gặp thầy phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bắt đầu giờ phút này. Sống với Phật, trời Phật nó mới yên. Sống với người phàm là mánh lơ lường gạt có, cho nên nó kêu bằng nghiệp lực trở ngại. Mà chúng sống với trời Phật là nó yên ổn, không có gì mà lắc rối đâu. Con rất cảm ơn thầy. Những lời khuyên của thầy làm cho con rất là vui mừng và sung sướng. Con xin nghe lời thầy, và kể từ ngày hôm nay con sẽ chấp hành và nghe lời thầy dạy bảo. Con thật lòng cảm ơn thầy. Con xin phải chọn một đường đi rõ rệt như vậy mới được. Dạ con xin cảm ơn thầy. Anh Mai đi. Mon père, je pratique depuis 15 ans, malgré la solitude et la maladie. Et je voudrais vous présenter une requête. Sincèrement, mais c'est très difficile, mais je voudrais le faire, si vous le permettez. Mặc dù trong sự cô đơn con cũng ráng hành, nhưng mà con gặp rất nhiều khó khăn và cũng xin trình lên cha. Souvent je pense à la période quand vous serez parti, c'est-à-dire quand vous serez mort. Je sais qu'on nous a appris que par la pratique, par la lecture de vos livres, on pouvait vous rejoindre. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Et je voulais vous dire que je voulais vous demander de faire une petite cassette, mais une petite cassette exprès, pour que quand vous serez plus là, on croit que vous êtes encore là et que vous nous expliquiez comment partir au ciel avec vous.
Con biết rằng cuộc đời thì có ngày nào đó cha cũng phải rời khỏi cuộc đời này, mà con thường nghĩ đến những giây phút đó và con rất buồn, mặc dù cha đã dạy rằng con thiền thì có thể về cõi trời gặp cha bên trên, nhưng mà con nghĩ con không đủ sức. Thì con có một ước nguyện kính xin cha là một cùng băng hầu vô một cùng băng cá sến, làm thế nào khi mà cha ra đi rồi á thì con nghe lại cùng băng đó và có cảm giác như cha còn đang ở trước mặt. Cái đó phải coi thì giờ rảnh tôi sẽ giúp đỡ chuyện đó khó khăn. Donc nous commettra un peu de temps libre pour exaucer de vœux en réalisant cette cassette et il n'y aura pas de difficulté. Merci mon père. Dạ con đi lạy và muốn kính ông Phật, cái tiền là để cho ông Phật cho người nghèo. Cảm ơn con. Con còn nhỏ mà con làm biết làm phước là giỏi hơn ông Tám lúc còn nhỏ. Dạ con cảm ơn. Chúc ông khỏe. Khi của chúng ta không những là có những người lớn tuổi mà cả những em bé như vậy, thì thật sự là vô vi của chúng ta đã quảng bá ra rất nhiều trên khắp thế giới. Như nãy các anh chị các bạn đạo đã thấy, vô vi hiện diện ở Pháp, ở Mỹ, ở Luxembourg, ở Anh Quốc thì có thêm hai bạn đạo mới, thì ở Mỹ thì đó là một điều hãnh diện rất lớn cho vô vi chúng ta. Và chúng con mong rằng với cái vầng hào quang của thầy, vô vi sẽ càng ngày càng lớn rộng. Nam mô. Nam mô Đông Tám. Khỏe. Nam mô Đông Tám khỏe. Nam mô Đông Tám khỏe. Ba mẹ con lên con trước hết là con kính chúc đức thầy được mạnh khỏe, với thứ hai là con gửi đức thầy ít tiền mua phụ tem gửi thư cho phần trại. Đến đây là tới cõi thân thương, cần nói rõ rệt, không có sợ gì hết. Xếp lập thầy. Con là học của Việt. Con rất đau khổ khi con được cuốn sách của thầy có hành pháp vô vi. Con cố tùng liên thật ngày ba bữa. Hôm con thấy được một ánh sáng mùa hoàng rất tròn chiếu trước mặt con. Và ánh sáng đó thì con nghĩ rằng không phải những ánh sáng trần gian này, rất sáng riêng vào tất cả những màn đêm. Con định thần lời con thấy thì con nghĩ thấy một con mắt sáng, con nghĩ là con mắt đó là của ánh sáng cao đài. Con nói trước mặt con là một cái tủ màu trắng, thì con thấy làm như là em muốn che lại và sau đó dẫn lại. Và ánh sáng đi sát gần rồi cái ánh mắt đó, một con mắt đó đi sát con. Có một lần đỏ từ từ đã biến mất. Con vẫn niệm Phật và vẫn thường xuyên tính cái này là 10 tháng, con độ hơn 14 tháng, thì con vẫn bước vào 6 tháng đó và con vẫn tập thiền. Con không biết con có đi đúng đường hay không,
hay là con bị trên lệch chỉ vấn đề hành pháp thế này nữa chả? Con đó là đúng, con có duyên với bề trên, người ta mới độ, mình cảm thức được, nắm cái đó và thực hành đi tới, niệm Phật tiếp tục thì nó sáng tỏa tận toàn thân, lúc đó là tâm hồn sẽ ổn định. Cảm ơn thầy, xin thầy nhận có một lần. Xin mời chị Yến Minh. Chị Yến Minh mang quà mang chị. Thưa cha, hôm qua con nhận được món quà rất là đặc biệt của chị Tuyết dưới suối con lên đây. Con xin chia sẻ món quà này với cha với các bác và các anh chị. Đây là con thỏ bằng sô cô la. Hơn 3 kg. Mình còn ăn không có nổi. Con kính mời cha và mấy bác với anh chị cùng dùng. Đây là sanh nhật của dân đen tối mà. À, cũng có chỗ sáng nữa. Dân ngu khu đen nó vậy. Thì dân ngu khu đen. Hiểu không? Không hiểu. Thì ráng tu cho cái óc nó sáng rồi sang năm có món quà khác. Và chủ là sẽ chọn món quà tươi hơn thay vì chê dân ngu khu đen. Cái này nó ngọt. Nó ngọt mà nó đen tối. Nhưng mà biết cha chia sẻ với con nó thành công. Không sao, không ăn được cái đó. Cái này nó thơm lắm cha. Con cảm ơn cha. Vì sao phải mua sô-cô-la cắn nha. Xin mời anh. Hôm nay là ngày cũng lên đến lễ Đức Thầy. Đại diện cho vợ con ở bên Đan Mạch. Hôm nay có mang cái Thầy. Nhưng mà con tu tập con đừng có gọi ba Thầy để hỏi chứng bệnh của con là đau đầu. Do đó Thầy có cho con biết là ông Thầy ở Mỹ gửi hút cho con bút, con thuốc, con uống. Duyên lành đó mà con gặp thầy hôm nay, con xin cảm ơn thầy. Con còn chúc thầy mạnh giỏi để hướng dẫn đường đời đạo song tu. Biết được giá trị của duyên lành phải nắm lấy cái duyên lành mà tiến hóa, không nên bỏ mất cơ hội. Thực hành đi tới đi rồi sẽ giúp người kế tiếp. Thưa thầy, con cũng là một trong như hội Phật giáo ở, mặc dù cũng ở Đồng Mạch, hôm nay 19 năm, con cũng là đi qua Pháp cũng như là qua bên Khánh Anh là sư ông Tâm. Con cũng theo dõi những ví dụ như là các sư ở Việt Nam cũng như là đông các sĩ. Mà con không thấy, không sáng suốt bằng ví dụ, con coi cuốn băng của thầy, con cảm nghĩ rằng là đó là một sự duyên lành đến với con. Mình chỉ còn cố gắng để tu để sửa đổi những tánh tình của mình, biết được giá trị của duyên lành năm đó mà tiến hóa. Xin
Bây giờ đến phiên hai người bạn đạo ở Pháp, chị Thanh Mai và Tâm. Dạ, chúng con kính kính chào thầy và xin gửi đến thầy một món quà. Dạ thưa thầy, cá nhân con thì con nhớ thầy quá, bây giờ con xin thầy cho con 2 phút quỳ dưới chân thầy. Nhớ mà quỳ 2 phút đứng dậy nó mất đi. Đứng dậy nó hết nhớ rồi. Dạ thưa, con nhớ thầy hoài hoài, tự nhiên hằng đêm hằng ngày con cứ cố gắng để con thiền đi, không có phụ lòng thầy lo lắng cho con đến hôm nay. Tin tâm mà có tâm thì nó cảm động, cảm động là giải trượt, giải trượt là sẽ được nhẹ. Đâu sao nữa, tha thầy. Phần con chỉ chỉ than vậy thay được. Lòng con cũng muốn tu nhưng mà bê bối cũng có, cũng có nhưng mà cũng muốn làm hòa mà cũng không có, cảm thấy lúc nào cũng còn bê bối. Thấy được sự bê bối của chính mình là có cơ hội cắt đứt sự bê bối để tiến hóa tốt hơn. Không sao. Cảm ơn thầy. Xin lỗi bạn đạo Nam Châu, vì ngày hôm qua tôi đã lên rồi mà nay lại lên nữa, thầy nhà hơi có lòng tham một chút. Lòng tham kính... là gốc của con người, không sao đâu. Vì ngày hôm qua, tối hôm qua con lên, nhưng mà sự thiệt là con chưa có được nói được hết cả những tâm, đôi trắng thanh tâm của con. Để vơi, nhưng mà sự thiệt là con rất sung sướng và cũng đã vơi đi bao nhiêu những cái tình thương mến Đức Phật và nhớ những bao nhiêu mười mấy năm. Thì trước khi thì con vào con có đi được đại hội được bao nhiêu lần, nhưng mà khóa chung chung cách đây 7 năm là con vì có người chồng hơi có già rồi yếu đuối, thành ra con không có được đi chuyến này đó. Là con đi chồng con cũng đương yếu, và ngày con đi đó là cũng đi, ông đi vào nhà thương, nhưng con có nhờ hai người bạn rất chí thân để đưa nhà con đi nhà thương để cho con được đi cái khóa sống chung này để được gặp Đức Thầy. Hôm nay con lên này là hơi như là thấy Đức Thầy rung, không có nói được nhiều. Mình về đây, đây là về chỗ thân thương. Nhà dạ. của mình làm gì mà rung, có ăn cắp đâu mà rung. Không phải, từ hồi nào giờ con sát. Chưa được, con chưa được lên thành cầm đến cái micro này, hình như con cứ rung vậy thôi. Con lên đây trước nữa là con xin tỉnh lại Đức Thầy, với thầy con có một chút ít để xin Đức Thầy. Cảm ơn. Tự con xin đảnh lễ Đức Thầy. Lại là giao trượt điển cho tôi giữ truyền lại trượt điển, cảm ơn. Mời chị. Đúng ra là cũng không lên, nhưng bạch mãi nói chị phải lên đi, chị gặp thầy, thì
Con khổ lắm thầy ơi. Nhưng mà con nghĩ cậu thầy nó nơi này là nó thương thương. Thành ra con tâm sự với thầy. Con thế nào nói được cái tâm sự của con với thầy ơi. Trước khi con đi thì chồng con nó nói con đi thầy thì tao sẽ cho mày ra khỏi nhà. Nhưng con nói như nào con không đi gặp thầy nữa. Tây thầy à rồi bây giờ có thể con gặp thầy là lần cuối. Con khổ lắm thầy ơi, chồng con nó đủ điều với con kia mà con thiền thầy ơi, có thể nào nói được hết. Có chồng, có con, có nghiệp, đừng có than khổ, vui lên chấp nhận nhờ nó. Dạ, mình con mới tiến. Chấp nhận từ lâu lắm rồi nhưng mà nhờ nó mình mới tiến, học được nhiều bài hay trực tiếp. Tội nghiệp trẻ em con bạch mai nó qua, xong rồi chồng cứ nói mày cám dỗ hả, đuổi ra khỏi nhà không mày. Con nghĩ cái câu thầy nói hiểu lầm ở đời thì thế nào cũng có. Cho nên làm cái nghề của tôi, vợ chửi, chồng cũng chửi, rồi con cũng chửi nữa. Một ngày tới tối tôi bị chửi không chứ tôi đâu có sung sướng đâu. Cho người ta thương là thương vậy. Thương này ông chịu con khổ mà ông còn như giảng đạo. Dạ, con cũng nghe những lời thầy nói nữa. Thành ra cái đó cũng là một cái làm cho con cứng rắn để mà con giữ cái tâm con tu. Cái lời thầy nói con rất giữ trong lòng, mà cái đó là để là cái niềm tin cho con, để con tiến bước tới cái con viên này. Có tiến qua không có lo. Dạ. Thì con không lên mà bạch mai lắm. Chị cứ lên đi, tại vì cái dịp để mà tâm tỉ tê với thầy một đôi lời, chứ không có dịp nào để mà chị nói chuyện với thầy á. Là con xin phép ngọt lắm. Con làm phiền thầy. Dạ. Con thật kính chào thầy. Con là Quỳnh Chị Thanh Hương á thầy. Mà lần đầu tiên con được đi tới đây để con gặp thầy. Con xin gửi thầy một món quà. Thế là con xin hỏi thầy á thầy. Chồng con là người Đức thầy, nhưng mà con có hành pháp này cũng mấy năm mà thầy. Nhưng mà con muốn cho chồng con tu đó thầy, mà con không biết làm sao. Mà con cũng khuyên, cũng hỏi chồng con lắm mà không nghe thầy ơi. Con muốn chồng con tu là con phải tu trước. Con muốn chồng con đánh võ, con phải học võ trước. Con muốn chồng buôn bán, con phải buôn bán trước. Cái gì mình đi trước mình mới dạy người ta được sau. Mình kế tiếp mới được học. Còn mình không có hạnh đức làm sao mình dạy được chồng. Chồng mới nói là mình gây lộn thì đâu có được. Không có gây thầy ơi, mà cũng nói ngọt, cũng là tỉnh thoảng ổng nghe, mà tỉnh thoảng ổng nghe. Dạ. Chưa đủ, nghe. Chưa đủ từ bi làm sao nó nghe. Dạ. Cảm ơn thầy. Một cơm, cũng nghe này, một cơm này, tại ăn cắm. Ô xin thì ca kỳ siêu, ngõ thì quá thì siêu, siêu ca kỳ, theo hoác tiền. Thăm trẻ. Cha con hôm nay con đến cha con muốn hỏi mấy câu nhưng mà thấy cha con quên hết trơn. Như còn có chút ít quà của con với con gửi cha thì cha sử dụng. Cảm ơn. Có gì hỏi cứ hỏi đi. Thưa cha mà con đến đây bánh hỏi tôi ăn. Cha mà con sau khi mà con thiền xong rồi đó cha, mà tự nhiên cái con xuống con mở cửa phòng ra đó, con cầm cái mà ổ khóa ở cầu khóa cửa mở ra, sao điện nó giật cái tay con về hoài nha. Cái đó là cái cua răng điện, nó thường ở bên Mỹ bên đâu nó giật mà nắm mạnh là nó hết. Vậy hả? Mày sợ nó giật.
càng sợ nó càng giật nắm mạnh nó hết. Mà con bị thường xuyên như vậy đó. Dứ vậy nó cha, nhiều khi con thiền xong rồi đó, cái phòng con còn tối hù hà cha, cái con đi xuống, có khi con mở mắt thì con nhìn thấy mặt hồng mà nhạt, thật là nhạt cho đó cha, mà con không biết là cái đó là cái gì thôi hả cha. Cái đó là con tim. Tim hả cha? Điển ở trong con tim. Dạ. Chứ con quên hết trơn rồi cha, gặp cha nhớ. Với cha cho con xin đi Mỹ nha cha, con muốn đi lắm cha. Không có giấy tờ Mỹ. Có con có xin, con xin nhưng mà con bây giờ đó giờ con chưa có đi lần nào hết cha. Thấy khó khăn quá rồi ra cha chuyển cho con đi, con đi tới đâu con xin đàng hoàng. Không phải chứ, Mỹ vô di là đi khắp thế giới đều là con người Việt Nam rước, không có lo. Dạ. Rồi mà con không có quốc tịch cha à. Thành ra con muốn xin cha cũng như con xin. Không có passport làm sao đi được. Dạ có, con xin mà cái tiếp tục qua gia đó cha. Có, nhưng mà con gái là xin, không biết người ta cho con đi không, con xin cha cho con đi. Con có việc làm là xin Mỹ đó cho. Con đang thất nghiệp cha. Còn khó khăn Mỹ không cho đâu. Vậy chắc Mỹ không cho hả cha, nhưng mà cha cho con đi nha cha. Không được đâu. Cha không cho con đi, con khóc hả cha. Con lần đầu tiên con mới cha đi. Cha làm chuyện trong khả năng, ngoài khả năng đâu có làm được. Nhưng mà cha cho là đi được hả cha. Thì con thành tâm rồi. Dạ con thành tâm lắm cha, con muốn đi cha. Nha cha. Dạ. Đi con có mạnh dạn như sứ con đi tới nữa qua. Dạ. Mà con sợ nó bị chuyện này dạ. Nghe chuyện nào cứ mạnh dạn đi tới là nó dạ. Đi. Cha biết không, tối con thèm đó cha. Con xin cha hoài đó, con nói cha cho con đi đi. Chứ con nói với mấy chị nói chị ơi, ráng lên xin cha cho em đi chứ. Con muốn đi lắm cha. Qua Mỹ mới thấy là người Việt Nam. Dạ. Đông lắm. Dạ. Người ta thương quý mình chứ không có ai bỏ ghét bỏ mình hết đâu. Dạ. Dạ vậy thôi con cũng nhờ bạn đạo khác. Con chào cho con không chào chào nha. Chào ôm quá trời. Thưa cha, nhờ chúc sức khỏe cha được dồi dào sức khỏe, đặng dẫn dắt cho các con. Đặng ráng tu với con về, con ráng con tu nhiều. Dạ thưa chào cha. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn con. Bây giờ con thấy thầy năm nay cũng lớn tuổi, mà thầy trò mình như là cha con. Thành ra con muốn lên đây là con nhìn rõ thầy một lần, rồi con sẽ chúc thầy sống lâu trăm tuổi, để tuổi này thỉnh thoảng gặp thầy. Xin, và con xin nói với thầy là con nhờ cái phương pháp vô vi này mà ông chồng con khó tánh nhất. Mỗi lần con đi thì ông bảo đi luôn đi, đừng có về. Thì con lại nói rằng thôi để em đi rồi về tính. Thì bây giờ làm như bề trên chuyển quá ông, thưa thầy. Ông cơm, ăn cơm lần đậu lớp bố mẹ. Rồi ông lại ít nói, mà mỗi lần ông dạy con đó, con niệm lục tự di đà thôi ông êm luôn à. Không biết tại sao vậy á thầy. Đó. Thành ra con thấy rằng thầy dạy phải niệm lục tự di đà trên đỉnh đầu, con thấy rất là hiệu nghiệm. Nên con xin báo cái tin mừng, nhất là thầy chứ sao là bạn đạo. Chúng ta hãy nhịn chồng đi, con cũng phải nhịn nữa, thầy có dạy vậy mà. Phải nói ngọt nó. Cha đã rầy rồi mà mẹ còn rầy nữa thì nó đi luôn, có phải không thầy? Nên con nghe lời thầy, nghĩa là chiều chồng mà lại chiều con mà nhẫn nhục hết sức. Mà con thấy bây giờ đó thầy, con thiền được lâu, thưa thầy. Con ngồi có khi 12 giờ cái con ngồi luôn, tới 6 giờ sáng con muốn ngồi nữa. Còn có khi con ngồi được 2-3 tiếng cũng có. Mà càng ngày con khỏe, con không thấy bệnh hoạn gì hết. Nên con lên đây là con khoe nhất là với thầy. Sao với bạn đạo, các bạn mà có ông chồng nào khó, xin các bạn cứ nhẫn nhịn như tôi đi. Cái niệm lục tự di đà trên đỉnh đầu là mấy ông em nó chơi ngày đừng có gây nữa cho hồi trước. Trời ơi, nói một tiếng dây một tiếng, hai tiếng dây hai tiếng, bây giờ con nhịn nhục triệt để. Dạ vậy con kính chúc thầy, con mong sao thầy cứ sống lâu hoài để thỉnh thoảng chúng con gặp thầy. Chứ mà thầy xin lỗi, ai cũng phải sanh rồi diệt, cũng phải ra đi. Nhưng mà nếu mà thầy có cái gì thì tụi con nhớ thương một người cha già hết sức. Và sau cùng con xin thầy cho con hung thầy thế,
với lại con, nếu thầy đó, con xin trợ điển với thầy để thầy sống lâu trăm tuổi cho con. Con không muốn tới đây để mà rút điển của thầy để về mà thiền vậy nhẹ đâu. Con trợ lực với thầy nếu thầy thấy rằng cái con có khả năng, thấy không thầy? Cảm ơn rất nhiều. Thầy sợ đau con cái đấy chứ. Thầy đò mà như là cha con. Thầy thấy con có điểm chưa? Con trợ lực thầy nếu thầy cần. Dạ, không phải con nói con giỏi, nhưng mà thầy lớn tuổi rồi, không có để thầy vấn đáp nhiều tội nghiệp. Con thương lắm. Một người cha tinh thần, cha vật chất của con đã ra đi rồi, cha tinh thần. Xin lại thằng không dám nói nhiều để bạn đạo khác nói. Con kính chào thầy. Con là Tôn Thị Diệu Phương ở Limousin. Con lên đây con cũng không biết nói gì hơn. Con cảm ơn cha trời đã ban cho thầy được sức khỏe. Thầy đến đây là con cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cái khóa hội tụ vui xuân để cho con được đến đây, để con được gặp thầy. Con có quà để con gửi. Dạ, con xin phép thầy cho con cái tay thầy. Con cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, con tên Lâm Quang Thanh, thuộc thiền đường Phú Sơn. Con lên đây thứ nhất là để chào lại thầy, sau đó là con xin cảm ơn thầy, tại vì thầy lúc nào cũng quan chiếu cho gia đình con. Và con xin báo cho thầy tin mừng là anh của con tên Lâm Quang Trọng 6 tháng nay cũng đã hạ thủ công phu theo cái phái dụng viên của chúng ta. Vì vậy mà con lên đây, con thay mặt cho gia đình của con, của ba con và mấy anh em con lên đây để cảm ơn thầy và đội ơn thầy. Để con xin phép thầy cho con được lại thầy ba lại để nhận lời biết ơn của gia đình con đối với thầy. Sau hết, con có một chút xíu thỉnh cầu với thầy là bản thân con rất nhiều trật trượt, con lên đây bệnh giảng xin thầy dạy dỗ cho con để con về con lát tiếp tục công phu tu hành. Con biết quỳ lại ở nhà có kiến vô vi thì nên quỳ lại kiến vô vi, một ngày lại được 3 lần giải hết trật trượt, dẹp tự ái luôn. Con xin cảm ơn thầy. Đây, đây là món quà cho mùa xuân. Merci, chaque année vous m'avez donné pas mal de cadeaux. C'est pour aller promener le matin. Merci beaucoup. Đây là món quà mà chị Anh-Mai đã tặng thầy để đi dạo mỗi buổi sáng. Thưa thầy, nãy giờ các bạn đạo đã đến để chào mừng thầy và tâm tình với thầy. Thì bây giờ đến phiên con cũng muốn lợi dụng cơ hội để thỏa thẻ với thầy vài chuyện. Thì tất cả chúng ta ở đây, như thưa thầy và các bạn đạo đã thấy, ai cũng đều kính mến và thương yêu thầy hết. Đó không phải là một cái điều lạ thường. Không phải chúng ta ở đây là những người không có trình độ để mà phải quỳ lại thầy như vậy. Như trong một cái bài giảng của thầy, thầy nói rằng nếu nhìn kỹ lại thì người vô vi xét lại cái lý lịch của họ, không phải họ là những người ngu, nhưng mà họ tại sao họ đã vào vô vi để rồi phải tôn kính thầy như vậy. Thì chúng ta đã có cái duyên lành, đã cảm nhận được
cái vô vi đó, cho nên chúng ta đã vào vô vi và xem thầy là một vị cao cả nhất để mà chúng ta phải tôn kính thờ phụng. Thưa thầy, thì con có nhiều chuyện lắm mà hồi đó giờ con không dám nói. Phải nói là về sức khỏe thì có một lần con cũng đã thưa với thầy là con có vú ở tử cung và đáng lẽ là con đã phải đi mổ rồi. Trước ngày đi mổ có 2 ngày, con tự nhiên con suy nghĩ, con nói tại sao con phải đi mổ, con có cái pháp thiền này thì con ráng con thiền thì có thể nó sẽ giải cho con. Thì trước 2 ngày đi mổ, con điện thoại con hồi với ông bác sĩ giải phẫu, con nói con bây giờ con chưa muốn mổ. Và từ đó con thiền, mà con ráng con thiền thì bây giờ sao nó không còn hành con nữa. Thì con không biết có phải là nhờ con thiền, nhờ con tập đúng hay không mà bây giờ con không còn vấn đề đó nữa. Thì con rất là đổi ơn thầy. Chứng minh nguyên khí có thể sửa trị tất cả những bệnh hoạn trong nan y. Thì khi mà mình thiền là mình hít cái nguyên khí của trời đất vô, thì lần lần nó mới giải tỏa cái trược khí. Trước khi nó đi thì cái thanh khí nó hội tụ, nó mới tránh cái chuyện mổ xẻ được. Thì ngay cả những người bạn của con họ cũng rất là ngạc nhiên, tại vì họ cũng trong trường hợp của con thì họ cũng đều phải đi mổ. Và họ còn nói, chị biết không, thường phải đi qua tới Hồng Kông á, có ông thầy Hồng Kông giỏi lắm, cho tôi 10 thang thuốc, một thang thuốc á, cả ngàn quan, nghĩa là tôi uống 10 quan, 10 ngàn, 10 thang là 10 ngàn quan. Mà không hết, tôi phải đi mổ. Mà chị đi mổ cho rồi đi. Mà con cứ ráng con thiền. Thật ra thầy nhờ thầy mà con tiết kiệm được 10 ngàn quan đó. Chị làm chứng minh khác rồi nó cũng giải được. Giải được cái trường kia. Dạ, từ đó là vấn đề sức khỏe. Còn một vấn đề khác là vấn đề tâm linh. Con theo con thấy con tới ngày con cứ lo cho người khác. Không biết tại vì con mang nợ, con mắc nghiệp, thành ra con hết lo cho người này đến lo cho người khác. Thành ra cái nhiều khi chính những cái sự lo lắng đó của con mà con cũng sao lãng trong cái chuyện thực hành vô vi. Tại vì nhiều chuyện đến với con quá, nhiều khi con không còn đầu óc để nghĩ đến vấn đề đó. Thưa thầy, theo thầy thì con không nên nghĩ đến những vấn đề đó, hay là con nên nghĩ đến con, hay là con nên lo cho những người khác? Thì với niệm Phật, niệm Phật cái đại trí nó mới hội tụ, đại trí nó hội tụ nó mới xét về chính nó. Bản thân bắt đầu hà thắng độ, không lo cho chính mình làm sao lo được người kế tiếp. Mình lo cho người kế tiếp mà mình bệnh hoạn làm sao mình cứu người ta. Cho nên bản thân bắt đầu hà thắng độ là vậy, mình lo cho niệm Phật cho chính mình được giải tỏa khí đại trí mở, lúc đó âm thanh của mình thay đổi, tiếng nói mình thay đổi và truyền cảm cho người kế tiếp được cơ hội thực hành tu tiến như chúng ta. Cái đó là cái chánh, cái chìa khóa chánh mà chị nắm được là sau này đi bất cứ chỗ nào cũng được hết. Chẳng hạn như gia đình còn ở Việt Nam cứ than khóc này nọ, con phải xả thân ra để con lo cho họ. Con cũng muốn cho họ thiền nhưng mà hình như họ còn nặng trượt quá rồi, họ không thiền được. Con khuyên biết bao nhiêu cũng không được. Rồi con thấy họ khổ rồi con phải dấn thân ra lo, là bằng cách gửi tiền giúp đỡ đủ thứ. Cái đó làm cho con rất là nặng, rất là mệt. Càng thương họ càng xảo láo, càng gạt. Nhiều khi chuyện không nói có để cho mình động tâm giúp đỡ. Chuyện đó là tôi ra đây bao nhiêu năm tôi làm biết bao nhiêu chuyện đó, nhưng mà rốt cuộc cũng là bị lừa gạt, không có sự thật. Cảm ơn thầy. Con nói lên cái lòng thương kính vô cùng của con đối với thầy. Cảm ơn gì. Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể đạo hữu, đến đây đã đến giờ chấm dứt chương trình buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Chúng con thành tâm cảm ơn Đức Thầy đã ban cho chúng con một
mùa xuân năm 2001 rất khó quên. Xin cho học sinh thành thật cảm ơn đến thầy. Thành thật cảm ơn ban tổ chức đã sắp đặt cho tôi có cơ hội diễn kiến một số người mà tôi mong muốn. Thì ở đây vui xuân, hiện đây tôi xin chúc các bạn tâm thân thường lạc. Chúng con xin thành thật cảm ơn Đức Thầy và xin mời Đức Thầy về dùng cơm trưa và ăn nghỉ, thì chiều nay chúng con sẽ được dịp gặp lại Đức Thầy nữa. Yeah.